nay chúng ta cùng tìm hiểu cách viết đoạn văn nghị luận trong đề thi môn ngữ văn. Và bài học lần này dành cho các học sinh ở cấp 2. Đầu tiên chúng ta cùng nhắc lại lý thuyết về đoạn văn. Về nội dung thì đoạn văn là một phần của văn bản. Nó diễn đạt ý hoàn chỉnh ở một mức độ nào đó trong logic ngữ nghĩa và có thể nắm bắt được một cách tương đối dễ dàng. Về hình thức, đoạn văn luôn luôn có sự hoàn chỉnh và sự hoàn chỉnh ấy thể hiện bằng việc nó được tạo thành bằng những câu văn có sự liên kết với nhau. Và một đoạn văn thường bắt đầu từ một chữ cái viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng. Ví dụ, đoạn văn sau. Vì ông lão yêu làng tha thiết nên vô cùng căm mất khi nghe tin dân làng theo giặc. Hai tình cảm tưởng chừng mâu thuẫn ấy đã dẫn đến một sự xung đột nội tâm dữ dội. Ông hai dứt khoát lựa chọn theo cách của ông. Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Đây là một nét mới trong tình cảm của người nông dân thời kỳ đánh Pháp. Tình cảm yêu nước rộng lớn hơn đã bao trùm lên tình cảm đối với làng quê. Dù đã xác định như thế, nhưng ông hai vẫn không thể dứt bỏ tình yêu đối với quê hương. Vì thế mà ông càng xót xa cay đắng. Tiếp theo, chúng ta cùng đi tìm hiểu cấu trúc thông thường của một đoạn văn. Đoạn văn phải có câu chủ đề. Câu chủ đề là câu nêu lên ý chính của toàn đoạn, mang nội dung khái quát, ý nghĩa ngắn gọn. Nó thường đứng ở đầu hoặc là cuối đoạn. Và các câu khác trong đoạn thì có nhiệm vụ triển khai làm rõ chủ đề của đoạn. Như đoạn văn vừa rồi chúng ta vừa xem nói về tâm trạng mâu thuẫn của ông hai thì câu chủ đề nằm ở đầu, ở câu 1-2. Một đoạn văn có thể trình bày theo các phép diễn dịch, quy nạp, song hành, tổng phân hợp, vân vân. Tiếp theo chúng ta đến với cách viết đoạn văn nói chung. Để viết đoạn, đầu tiên chúng ta phải xác định được yêu cầu của đề đã. Chúng ta phải xem đề bài yêu cầu chúng ta viết về cái gì. Và yêu cầu này thường xuất hiện trong đề bài rồi. Tiếp theo đó là chúng ta phải xác định yêu cầu về mặt hình thức như số câu, kết cấu của đoạn văn. Ví dụ như đề văn sau, viết một đoạn văn diễn dịch, kết thúc đoạn là câu cảm thán. Phân tích lòng yêu nghề, say mê công việc của anh thanh niên trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Rõ ràng là với đề bài này chúng ta thấy yêu cầu cần phải viết chính là lòng yêu nghề, say mê công việc của anh thanh niên. Còn yêu cầu về mặt hình thức rõ ràng là đoạn văn diễn dịch và kết thúc đoạn phải là một câu cảm thán. Sau khi chúng ta xác định được yêu cầu của đề thì chúng ta sẽ phải tìm ý và cách viết cho đoạn văn. Chúng ta sẽ phải tìm ý cho đoạn văn này cụ thể bằng việc là đọc tác phẩm, xác định được những ý chính. Ví dụ như là ở trong đề văn vừa rồi thì chúng ta phải đọc, lọc ra những dẫn chứng và đánh giá được về hình ảnh anh thanh niên. Thứ hai là chúng ta xác định mô hình cấu trúc cho đoạn văn. Chúng ta xem là đoạn văn thuộc vào loại đoạn diễn dịch, quy nạp hay là tổng phân hợp, vân vân. Và số 3 là chúng ta phải xác định định hình được các kiểu câu và vị trí kiểu câu đó trong đoạn văn. Ví dụ như với đề văn vừa rồi thì câu cuối phải là một câu cảm thán. Tiếp phần thứ 3 là chúng ta cần viết một đoạn văn hoàn chỉnh. Khi viết cần phải chú ý diễn đạt sao cho thật lưu loát và mạch lạc. Giữa các câu phải có sự liên kết với nhau. Và chú ý phải phối hợp nhiều kiểu câu để lời văn sinh động. Từ ngữ dùng cũng cần phải chính xác, chân thực. Ngoài ra, có một yêu cầu nữa là đương nhiên chúng ta phải viết đúng chính tả rồi. Cuối cùng thì chúng ta lên đọc lại và sửa chữa. Thường viết xong thì các em hay bỏ qua khâu này. Thế nhưng mà thực ra khâu này rất là quan trọng. Nếu mà chưa ổn chỗ nào thì chúng ta cần phải chỉnh sửa lại ngay. Vì thế nếu mà còn nhiều thời gian thì chúng ta có thể viết nháp ra giấy, sửa chữa rồi sau đó mới chép lại vào bài. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là đoạn văn nghị luận được chia làm hai loại. Thứ nhất là nghị luận về văn bản, nghệ thuật. Và thứ hai là nghị luận về hiện tượng đời sống. Chính vì thế bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào từng loại văn để hiểu về cách viết. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách viết đoạn văn nghị luận văn bản nghệ thuật. Ở đây thì chúng ta sẽ phải xác định kiểu đề đã. Các loại đoạn văn nghị luận văn bản nghệ thuật thì thường gồm có: thứ nhất là đoạn văn giải thích ý nghĩa nhân đề của tác phẩm. Thứ hai là đoạn văn phân tích một chi tiết quan trọng từ ngữ đặc sắc của tác phẩm. Thứ ba là đoạn văn phân tích nhân vật. Thứ tư là đoạn văn phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ. Và cuối cùng là đoạn văn phân tích cảm nhận về một đoạn thơ, đoạn văn.
Xác định được xong tựa đề thì chúng ta sẽ đi vào cách viết. Thứ nhất, loại đề giải thích ý nghĩa nhan đề của tác phẩm. Với loại đề này thì chúng ta sẽ phải xác định được ý nghĩa nhan đề của tác phẩm thể hiện ở đây là gì, đúng không? Thường là các em sẽ đi theo một bố cục chung là giải thích từ nghĩa đen cho đến nghĩa bóng. Và ở trong phần nghĩa bóng thì chúng ta phải xem là nhan đề ấy đã thể hiện được phương diện nào của tác phẩm, đề tài, nội dung, nhân vật. Tiếp theo đó là chúng ta phải khẳng định giá trị của nhan đề. Và đi kèm với khẳng định nhan đề của tác phẩm là chúng ta có thể kết hợp đánh giá luôn về tác giả và tác phẩm. Tiếp theo, loại đoạn văn số 2. Đoạn văn phân tích một chi tiết quan trọng hoặc một từ ngữ hình ảnh đặc sắc trong tác phẩm. Các bước để làm phần này là: thứ nhất, chúng ta phải giới thiệu được chi tiết quan trọng hoặc là từ ngữ hình ảnh đặc sắc trong tác phẩm cần phân tích. Sau đó thì chúng ta sẽ phân tích hình ảnh từ ngữ ấy xem nó hay đặc sắc ở đâu. Chúng ta có thể đi theo cái trình tự là nội dung nó thể hiện thế nào và hình thức của từ ngữ hình ảnh ấy có gì đặc biệt. Cuối cùng là chúng ta khẳng định lại về ý nghĩa của từ ngữ hình ảnh chi tiết ấy trong việc thể hiện nội dung chủ đề của tác phẩm. Loại đoạn văn số 3 là đoạn văn phân tích đặc điểm nhân vật. Ở đây chúng ta cần phải giới thiệu được nhân vật cần phải phân tích, nó thuộc tác phẩm nào, của tác giả nào. Sau đấy thì chúng ta sẽ phân tích đặc điểm thôi, xem nhân vật ấy có những đặc điểm thế nào và chú ý phải lấy dẫn chứng để làm rõ được đặc điểm đó. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đánh giá chung về nhân vật. Tiếp theo chúng ta đến với loại đoạn văn số 4, đoạn văn phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ. Ở đây chúng ta phải xác định được chính xác câu thơ câu văn mà có biện pháp nghệ thuật ấy nó được trích trong tác phẩm nào của tác giả nào, và biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ câu văn đó là biện pháp nào. Từ đấy chúng ta phân tích được hiệu quả tu từ của biện pháp tu từ đó. Và cuối cùng thì chúng ta đánh giá lại chung về hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ được sử dụng ở đây. Tiếp theo, đoạn văn số 5, đoạn văn phân tích cảm nhận về một đoạn thơ, một đoạn văn. Ở đó chúng ta phải xác định được chính xác đoạn thơ, đoạn văn được trích trong tác phẩm nào của tác giả nào. Và từ đấy thì chúng ta đánh giá những đặc sắc về nội dung nghệ thuật của đoạn thơ, đoạn văn đấy. Chúng ta có thể đánh giá riêng hoặc là kết hợp cả nội dung và nghệ thuật. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đánh giá chung về đoạn thơ, đoạn văn, vị trí của nó ở trong toàn bộ tác phẩm, và có thể kết hợp đánh giá thêm về tác giả và tác phẩm. Bên cạnh loại đoạn văn về văn học thì chúng ta còn đoạn văn nghị luận xã hội. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về loại đoạn văn này. Khâu thứ nhất vẫn là khâu xác định đề. Văn nghị luận xã hội được chia làm hai dạng chính. Thứ nhất, nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Và thứ hai, nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống xã hội. Và tùy từng loại đề chúng ta có cách viết riêng. Đầu tiên, với loại nghị luận về tư tưởng đạo lý thì ngoài câu chủ đề có thể thêm câu kết, thì phần thân đoạn có ý lớn như sau. Thứ nhất, chúng ta phải giải thích. Chúng ta giải thích những từ ngữ, những khái niệm quan trọng. Từ đó thì giải thích cả tư tưởng đạo lý, cả câu nói. Thứ hai, chúng ta sẽ nêu ra các biểu hiện của tư tưởng đạo lý ấy ở trong gia đình, nhà trường, xã hội như thế nào. Phần số 3, chúng ta sẽ bình luận xem là tư tưởng đạo lý ấy quan trọng như thế nào, đúng hay sai và tại sao lại như vậy. Nhớ phải lấy lý lẽ và dẫn chứng để làm rõ được quan điểm của em. Trong bình luận thì chúng ta có thể phê phán thêm những quan điểm sai, trái chiều với tư tưởng đạo lý này. Chúng ta có thể đưa ra quan điểm ngày nay để xem tư tưởng đạo lý ấy cần bổ sung, xem xét thêm điều gì nữa không. Và cuối cùng, phần 4 bài học là chúng ta cần xem là vấn đề nghị luận ở đây đã đưa cho chúng ta bài học gì, và muốn thực hiện được thì ta phải làm gì, đưa ra giải pháp gì. Còn với loại nghị luận về một sự việc hiện tượng trong xã hội thì chúng ta lại theo dàn như sau. Thứ nhất, chúng ta có thể giải thích, giải thích nếu có thôi nhé. Nếu mà có những sự việc hiện tượng khá là mới mẻ, ví dụ như bệnh trầm cảm, ví dụ như là bệnh vô cảm, thì chúng ta có thể giải thích qua để cho người đọc có thể hiểu. Tiếp theo, phần số 2, thực trạng, chúng ta sẽ nêu ra thực trạng của sự việc hiện tượng trong xã hội thế nào, ở gia đình, nhà trường, xã hội ra sao. Và tiếp đó thì chúng ta phải đi vào phân tích tác dụng, tác hại của nó, xem hiện tượng này đúng hay sai, quan trọng thế nào và tại sao lại như vậy. Phần tại sao lại như vậy vẫn phải lấy lý lẽ và dẫn chứng để làm rõ quan điểm của em. Tiếp theo, phần 4, chúng ta sẽ trình bày nguyên nhân của sự việc hiện tượng đó. Nó là thường là có hai nguyên nhân, chủ quan và khách quan. Chủ quan là nguyên nhân quan trọng nhất, là do con người gây nên. Và cuối cùng,
Đương nhiên chúng ta phải chỉ ra phương hướng và bài học. Phương hướng để làm thế nào hạn chế những tác hại, và với những sự việc hiện tượng tốt thì là phương hướng để làm sao nhân lên những hiện tượng tốt như vậy. Nhớ là ở đây chúng ta sẽ chỉ thêm bài học cho chính bản thân mình. Như vậy là chúng ta vừa mới tìm hiểu về cách viết đoạn văn nghị luận ở trong chương trình cấp 2. Chúc các em sẽ viết được những đoạn văn tốt và học thật tốt môn văn nhé.